Cô xin chào tất cả các em. Cô tên là Lê Thị Hà, giáo viên trường Trung học cơ sở Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Do Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp thực hiện. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em trong chương trình ôn tập kiến thức ngữ văn lớp 9. Và bài ngày hôm nay là ôn tập một số kiến thức trọng tâm tiếng Việt lớp 9. Như chúng ta biết rằng tiếng Việt là một phân môn rất quan trọng bởi vì nó giúp cho các em nói, viết và ngoài ra còn là một nội dung rất quan trọng trong các đề thi học kỳ và đề thi tuyển sinh lớp 10. Cấu trúc nội dung của bài ngày hôm nay gồm có 3 phần: phần kiến thức trọng tâm, phần hướng dẫn luyện tập và phần bài tập vận dụng. Lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng nội dung. Ở phần kiến thức trọng tâm, các em sẽ ôn tập các phương châm hội thoại, sự phát triển của từ vựng, khởi ngữ và các thành phần biệt lập. Lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Đầu tiên là phần thứ nhất. Các phương châm hội thoại. Ở đầu học kỳ, các em đã được học 5 phương châm hội thoại, đó là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Nội dung của các phương châm này, các em nhớ lại từng phương châm một. Thứ nhất là phương châm về lượng. Khi giao tiếp, chúng ta cần nói cho có nội dung đó phải đáp ứng nhu cầu cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. Và để nhớ các phương châm này, cô hướng dẫn các em nắm vững từ khóa, đó là các từ quan trọng. Phương châm về lượng, các em hãy nhớ từ khóa là không thiếu, không thừa. Hay các em nhớ từ ngắn gọn hơn, đó là nói đủ thông tin. Ở phương châm thứ hai, phương châm về chất. Đừng nói những điều mà chúng ta không tin là đúng hoặc không có bằng chứng xác thực. Từ khóa chính là đúng. Các em không nên nói những điều mà các em không tin là đúng. Ví dụ như là vu khống, ví dụ như là nói dối, ví dụ như là bịa đặt, xuyên tạc. Hoặc là chúng ta không nói những thông tin không có bằng chứng xác thực. Ví dụ những tin đồn nhảm không căn cứ. Khi chúng ta vi phạm phương châm về chất, có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Ở phương châm thứ ba, phương châm quan hệ. Cần nói đúng đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Và từ khóa cho phương châm này chính là tránh lạc đề. Phương châm thứ tư, phương châm cách thức, tức là cách trình bày, cách diễn đạt. Chúng ta cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ. Vậy nói rành mạch rõ ràng có nghĩa là tròn vành, rõ chữ và tránh mơ hồ. Tức là các em không nói những thông tin hoặc là không nói những nội dung khó hiểu, mập mờ, khiến cho người nghe có thể hiểu sai vấn đề. Ví dụ như là nói những câu nói có thể hiểu sai cái nội dung mà mình muốn truyền tải. Phương châm cuối cùng là phương châm lịch sự. Đó là khi giao tiếp chúng ta cần tế nhị và tôn trọng người khác. Từ khóa chính là tế nhị. Như vậy, cô vừa cùng với các em nhắc lại, ôn lại kiến thức về 5 phương châm hội thoại. Các em hẳn còn nhớ câu chuyện chào hỏi, đó là có một anh chàng được người nhà dặn rằng đi đâu cũng cần phải chào hỏi tất cả mọi người thì mới là người lịch sự. Tuy nhiên, anh chàng này đã áp dụng điều đó mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc. Thậm chí, có khi có một người ở tận trên cây cao đang làm việc, anh ta cũng gọi xuống chỉ để hỏi, bác làm việc như thế, có vất vả không? Vậy thì các em thấy rằng, việc chúng ta áp dụng các phương châm hội thoại trong đời sống không nên máy móc. Và cô lưu ý với các em như sau. Đó là khi vận dụng các phương châm hội thoại, các em cần vận dụng phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp. Đó là nói với ai, nói khi nào, nói ở đâu và nói để làm gì. Lưu ý thứ hai. Đó là chúng ta có thể vi phạm một phương châm hội thoại nào đó có thể do các nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất
là chúng ta vô ý vụng về thiếu văn hóa giao tiếp. Nếu chúng ta vấp phải nguyên nhân này, cô hy vọng rằng các em sẽ sửa chữa để việc giao tiếp của chúng ta có hiệu quả hơn. Còn nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân này là do người nói lựa chọn. Đó là chúng ta phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. Và lưu ý thứ ba, đó là chúng ta muốn gây sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. Chẳng hạn, khi cô nói tiền bạc chỉ là tiền bạc, thì mới nghe qua, chúng ta tưởng rằng đây là cách nói vi phạm phương châm về lượng, nói một điều rất thừa. Nhưng thực ra, hàm ý của người nói muốn nhấn mạnh rằng tiền bạc chỉ là tiền bạc thôi. Có nhiều cái quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều, ví dụ như gia đình, ví dụ như sức khỏe. Như vậy, cô và các em vừa ôn tập lại 5 phương châm hội thoại. Cô hy vọng rằng các em sẽ vận dụng điều đó thật tốt trong nói và viết. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai. Đó là sự phát triển của từ vựng. Các em hãy nhìn vào sơ đồ các cách phát triển của từ vựng. Chúng ta thấy rằng từ vựng cũng không ngừng phát triển với sự phát triển của xã hội. Để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người. Và có hai cách phát triển từ vựng, đó là phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng và phát triển số lượng từ ngữ. Ở cách thứ nhất, phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc có hai phương thức, đó là phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Cô nhận thấy rằng có nhiều bạn vẫn chưa nhận ra được đâu là nghĩa gốc, đâu là nghĩa chuyển của từ và còn rất khó khăn trong việc phân biệt đâu là phương thức ẩn dụ và đâu là phương thức hoán dụ. Các em lưu ý như sau. Từ có thể có một hoặc nhiều nghĩa. Từ nhiều nghĩa, ngoài nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, còn có các nghĩa chuyển. Các nghĩa chuyển được hình thành theo hai phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Ví dụ, từ xuân, nghĩa gốc là mùa đầu tiên trong năm, mùa mà cây cối và vạn vật phát triển xanh tươi, tươi đẹp. Nghĩa chuyển, ví dụ như chỉ một quãng đời thời gian, tươi đẹp của con người, ví dụ như tuổi thanh xuân. Vậy thì giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có nét tương đồng, đó chính là chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Thế còn chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ thì như thế nào? À, ví dụ cô có từ tay. Từ tay, một bộ phận của cơ thể con người dùng để cầm, nắm. Cô có nghĩa chuyển là tay đua hoặc là tay súng. Thế thì đây là sự chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ. Giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có nét tương cận, tức là quan hệ gần gũi. Như vậy, các em đã nắm được các phương thức chuyển nghĩa của từ. Vậy thì cách phát triển của từ vựng thứ hai đó là tăng số lượng từ ngữ. Từ ngữ được tăng lên nhờ hai cách. Cách thứ nhất đó là tạo từ ngữ mới trên cơ sở những từ ngữ sẵn có. Ví dụ, chúng ta có thể tạo nên những từ ngữ mới bằng phương thức ghép các từ có sẵn lại với nhau hoặc là lấy. Chẳng hạn như điện thoại di động, chúng ta sẽ có từ mới là điện thoại di động hoặc hợp tác xã hoặc cầu truyền hình, vân vân. Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều mô hình để tạo từ ngữ mới. Ví dụ, ích, cộng sĩ, thi sĩ, bác sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ, vân vân. Cách phát triển số lượng thứ hai đó là vay mượn. Vay mượn từ tiếng Hán, đó là bộ phận từ mượn quan trọng nhất của tiếng Việt. Có rất nhiều từ mượn Hán Việt và gốc Hán. Các em có thể gặp thường xuyên, các em có thể giao tiếp hàng ngày, rất quen thuộc, ví dụ giáo viên, gia sư, sinh viên, bác sĩ, vân vân. Ngoài ra, tiếng Việt còn vay mượn từ tiếng của các ngôn ngữ như là Anh, Pháp, Nga, chẳng hạn, xăng, ga, radio, internet, virus, vân vân. Như vậy, chúng ta vừa ôn lại các cách phát triển của từ vựng và cô hy vọng rằng các em sẽ nắm vững nghĩa của từ ngữ để sử dụng từ ngữ cho chính xác. Ngoài ra, các em còn biết cách tìm thêm những từ ngữ mới để mở rộng vốn từ của mình. Tuy nhiên, cô có một lưu ý đối với các em.
Đó là rất nhiều em còn khó khăn hoặc nhầm lẫn trong việc phân biệt. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ tạo nên từ ngữ mới với hai phương thức ẩn dụ hoán dụ mà cô vừa trình bày ở trên, với ẩn dụ hoán dụ tư từ, tức là các cái biện pháp tu từ ẩn dụ hoán dụ. Vậy thì cách phân biệt như thế nào? Các em thấy rằng hiện tượng chuyển nghĩa của từ như cô vừa trình bày, nó có tác dụng tạo nghĩa mới cho hệ thống từ vựng, ngữ nghĩa của dân tộc và thay đổi nghĩa của từ, tạo ra từ nhiều nghĩa. Thế còn ẩn dụ hoán dụ tu từ, nó có tác dụng làm tăng tính hình ảnh biểu cảm cho sự diễn đạt và nghĩa tu từ chỉ mang tính lâm thời. Cô có ví dụ, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm viết: Mặt trời của Bắc thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai chỉ em bé trên lưng mẹ em cu tai. Vậy tại sao lại gọi em bé là mặt trời? Bởi vì nhà thơ muốn ví đứa con là mặt trời ấm áp của mẹ, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mẹ. Vậy thì ở đây là phép ẩn dụ tu từ. Tương tự như vậy, nhà thơ Phạm Tiến Duật trong bài thơ về tiểu đội xe không kính viết rằng: Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Vậy, trái tim ở đây chính là người lính, chính là người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm chiến đấu cho quê đất nước. Và biện pháp hoán dụ ở đây được sử dụng. Và các em nhớ rằng đó chính là ẩn dụ hoán dụ tu từ, làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Như vậy, cô và các em vừa ôn tập xong kiến thức thứ hai, đó là sự phát triển của từ vựng. Cô hy vọng rằng các em sẽ áp dụng điều này vào trong việc nói, viết và làm các bài tập. Chúng ta tiếp tục ôn tập kiến thức thứ ba. Đó chính là khởi ngữ. Nội dung này được học, các em được học ở đầu học kỳ 2. Vậy thì khởi ngữ là gì? Chúng ta cùng ôn lại khái niệm. Khởi ngữ chính là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Đặc điểm là trước khởi ngữ có thể thêm các quan hệ từ như là về hoặc là đối với. Chẳng hạn, khi cô nói, đối với tôi, sức khỏe là quan trọng nhất, thì các em dễ dàng nhận ra thành phần khởi ngữ đó chính là đối với tôi. Khi các em giao tiếp, khi các em muốn nhấn mạnh một đề tài nào đó, thì các em hãy sử dụng câu nói có sử dụng, có thành phần khởi ngữ. Nó sẽ làm cho các em trình bày đề tài của các em được tốt hơn. Tuy nhiên, cô vẫn muốn lưu ý với các em rằng có nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được đâu là thành phần khởi ngữ và đâu là thành phần trạng ngữ. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ ôn lại cho các em để chúng ta nắm vững điều đó. Đầu tiên, các em nhận ra rằng khởi ngữ vị trí là đứng trước chủ ngữ. Chức năng của nó là nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Cô ví dụ về việc học, bạn ấy rất nghiêm túc. Vậy thì khởi ngữ chính là về việc học. Thế còn trạng ngữ thì sao? Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Và cô thường nói rằng đây là thành phần câu cơ động bởi vì nó có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong câu. Còn một đặc điểm khác với khởi ngữ nữa là trạng ngữ dùng để nêu lên thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu ở trong câu. Chẳng hạn, cô có ví dụ, để phòng bệnh viêm phổi do virus, chúng ta nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Vậy thì, để phòng bệnh viêm phổi do virus chính là thành phần trạng ngữ. Như vậy, cô và các em vừa ôn tập xong một nội dung kiến thức nữa rất quan trọng và thường xuất hiện trong các cái đề thi tuyển sinh. Chúng ta tiếp tục ôn nội dung tiếp theo. Đó chính là thành phần biệt lập. Chúng ta đã học 4 thành phần biệt lập, đó là tình thái, cảm thán, gọi đáp và phụ chú. Bây giờ chúng ta lần lượt ôn lại từng nội dung. Đặc điểm chức năng riêng. Thứ nhất là thành phần tình thái, được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu và các từ nhận biết, ví dụ như là dường như, hình như, có lẽ, có vẻ như, chắc là. Thế còn thành phần cảm thán thì sao? Nó được dùng để
bộc lộ tâm lý của người nói như là vui, buồn, mừng, giận. Những từ cảm thán được sử dụng đó là ôi, chao ôi, chà, ái chà, a ha, vân vân. Thành phần thứ ba là thành phần gọi đáp, được dùng để tạo lập hoặc là duy trì quan hệ giao tiếp. Và những từ nhận biết đó là này, dạ, vâng, ừ. Và thành phần cuối cùng là thành phần phụ chú, được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần này các em có thể dễ dàng nhận ra khi chúng ta viết hoặc là khi chúng ta đọc ở trong các văn bản. Nó được nằm trong hai dấu ngoặc đơn, hai dấu phẩy, hoặc là giữa hai dấu gạch ngang, hoặc là giữa một dấu gạch ngang, một dấu phẩy. Đôi khi nó còn nằm sau dấu hai chấm. Tại sao người ta lại gọi là các thành phần biệt lập? Là bởi vì cả bốn thành phần này đều có điểm chung, đó là chúng không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Khi chúng ta bỏ chúng khỏi câu thì nghĩa sự việc không thay đổi. Rất dễ dàng phải không nào? Chúng ta vừa ôn tập xong bốn kiến thức cơ bản của phần tiếng Việt lớp 9. Và bây giờ để khắc sâu hơn những kiến thức đó vào việc nói và viết thì cô và các em sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần. Tuy nhiên trước khi chuyển sang phần luyện tập, cô có lưu ý. Đó là có một số bạn đang còn nhầm lẫn giữa thành phần cảm thán với câu đặc biệt có tác dụng bày tỏ cảm xúc và thành phần gọi đáp với câu đặc biệt có tác dụng gọi đáp. Cô sẽ cho một số ví dụ để các em phân biệt. Ví dụ, ôi, quê mẹ, nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng rực rỡ chiến tích kỳ công. Ở câu này, ôi chính là thành phần biệt lập, cảm thán để bộc lộ cảm xúc của người nói. Tuy nhiên ở ví dụ 2, ôi, cô giáo rất tốt của em, không, chẳng bao giờ em lại quên cô được. Các em nhận ra rằng, ôi, không phải là thành phần biệt lập mà nó trở thành một câu đặc biệt có tác dụng bộc lộ cảm xúc. Tương tự như vậy, các em thấy, ví dụ, này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà rát thế không? Thì này, ở đây chính là thành phần biệt lập gọi đáp. Khác với ví dụ 2, chẳng hạn, Thu, để ba con đi, thống nhất với ba con về. Vậy thì Thu đã trở thành một câu đặc biệt có tác dụng gọi đáp. Như vậy, chúng ta vừa ôn tập xong nội dung bốn kiến thức quan trọng mà các em được học trong phần ngữ văn lớp 9. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Phần thứ hai hướng dẫn luyện tập. Cô có bài tập số 1. Chúng ta sẽ đọc văn bản và trả lời câu hỏi ở phía sau. Câu chuyện về người ăn xin. Một người ăn xin đã già, đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ, túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run, nắm chặt bàn tay run rẩy của ông. Xin ông đừng giận cháu. Cháu không có gì cho ông cả. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười. Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra, cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. Các em vừa nghe xong câu chuyện, bây giờ là phần câu hỏi dành cho các em. Dựa vào các từ ngữ in đậm trong đoạn hội thoại sau, hãy cho biết lời nói của hai nhân vật trong câu chuyện liên quan đến phương châm hội thoại nào. Giải thích. Xin ông đừng giận cháu. Cháu không có gì cho ông cả. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười. Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Các em thấy từ in đậm là từ xin ông và từ cháu ơi, cảm ơn cháu. Vậy thì các em dễ dàng nhận ra rằng trong đoạn hội thoại này, hai nhân vật đã thể hiện phương châm lịch sự rất rõ nét. Khi xưng hô giao tiếp đã thể hiện thái độ tế nhị tôn trọng và cả sự chia sẻ cảm thông sâu sắc. Qua bài tập này, cô hy vọng rằng các
Em không chỉ vận dụng các phương châm hội thoại vào đời sống một cách hợp lý, một cách đúng lúc đúng chỗ, mà các em còn học được một điều gì đó từ câu chuyện, đó là sự cảm thông, chia sẻ, đó là lòng nhân ái. Bài tập thứ nhất chúng ta đã hoàn thành, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập thứ hai. Yêu cầu của bài tập như sau: giải thích các thành ngữ sau và cho biết chúng liên quan đến phương châm hội thoại nào. Ấp úng như ngậm một thị, đánh trống lảng. Chúng ta có hai thành ngữ. Thành ngữ thứ nhất, ấp úng như ngậm một thị. Em nhớ lại, đây là cách nói không rõ ràng, không rành mạch. Ấp úng. Và như vậy, nó vi phạm phương châm cách thức. Nếu các em nói ấp úng, các em hãy sửa chữa, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp của các em. Cần nói tròn vành, rõ chữ. Thành ngữ thứ hai, đánh trống lảng. Đánh trống lảng có nghĩa là chúng ta lảng sang một đề tài khác, chúng ta chuyển sang một nội dung khác không liên quan đến nội dung mà chúng ta đang nói, tức là vi phạm phương châm quan hệ. Như vậy, bài tập số 2 cũng là một bài tập có liên quan đến các phương châm hội thoại. Bài tập thứ 3. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng vận dụng các phương châm hội thoại, các em thấy rằng đôi khi người nói có thể dùng những cách diễn đạt như: như tôi được biết, nếu tôi không lầm thì tôi nghe nói hình như là, hoặc là trường hợp người ta nói, trước khi nói người ta dùng những từ ngữ như là: như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết. Vậy thì tại sao khi giao tiếp, trước khi nói, người ta lại phải dùng những từ ngữ như vậy? Đầu tiên là ở trường hợp A. Khi chúng ta nói như thế có nghĩa là nhằm báo cho người nghe biết rằng các cái thông tin mà chúng ta đưa ra là chưa được kiểm chứng, tức là nhằm báo cho người nghe biết, để họ biết rằng đó chỉ là những suy đoán hoặc là đó chỉ là những điều mình mới được nghe, chưa phải là căn cứ chắc chắn, nhằm tránh vi phạm phương châm về chất. Còn ở trường hợp thứ hai thì người nói muốn báo trước với người nghe rằng những cái điều mình nhắc lại là có chủ ý chứ không phải là thừa, và như vậy cách nói này nhằm tránh vi phạm phương châm về lượng. Và như vậy đấy cũng chính là một số những cái lưu ý để các em có thể sử dụng trong thực tế giao tiếp. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3 và sau đây là bài tập số 4. Các em nghe yêu cầu. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương thức ẩn dụ, nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương thức hoãn dụ. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau, tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay, rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau, chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Kem nhận ra các từ in đậm là từ vai, từ miệng, từ chân, tay và từ đầu. Trường hợp ở thứ nhất đó là từ vai. Vai ở đây là vai áo. Như vậy, từ vai được dùng theo nghĩa chuyển, theo phương thức hoãn dụ. Từ miệng, chân, tay là các bộ phận của cơ thể con người và chúng được dùng theo nghĩa gốc. Từ cuối cùng, từ đầu, đầu súng. Như vậy, từ này được sử dụng theo nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ. Như vậy, bài tập số 4 giúp các em ôn tập lại về kiến thức thứ hai, đó chính là sự phát triển nghĩa của từ vựng. Bài tập số 5. Từ hoa trong thềm hoa lệ hoa được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Đây có phải là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa hay không? Vì sao? Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng. Kem nhớ, ở phần hệ thống kiến thức cô đã có một lưu ý, đó là lưu ý phân biệt giữa hiện tượng chuyển nghĩa của từ và các cái biện pháp ẩn dụ, hoán dụ, tu từ. Vậy thì chúng ta nhận ra rằng
Ở đây, từ hoa trong thềm hoa lệ hoa được dùng theo nghĩa chuyển, tuy nhiên đây chỉ là phương thức chuyển nghĩa lâm thời. Chúng ta chuyển sang bài tập số 6, đó là cô muốn hỏi ý kiến của các em, suy nghĩ của các em về việc sử dụng từ mượn. Chúng ta có rất nhiều từ mượn từ ngôn ngữ châu Âu hoặc là từ mượn của tiếng Hán. Vậy thì theo các em sử dụng từ mượn như thế nào cho đúng? Có một số bạn hiện nay khi giao tiếp thường nói những từ tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh để thể hiện sự sành điệu. Vậy thì theo các em như thế có hợp lý hay không? Còn theo cô thấy rằng việc sử dụng từ mượn là để cho vốn từ của chúng ta thêm phong phú. Tuy nhiên, chúng ta hãy sử dụng từ mượn đúng lúc, đúng chỗ và tránh lạm dụng để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta bước vào phần thứ ba, đấy chính là thành phần bài tập vận dụng. Ở bài tập số 1, các em hãy giải thích ý nghĩa các thành ngữ sau đây và cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào. Nói ra đầu ra đũa, nói như đấm vào tai, nói có sách, mách có chứng, hứa hươu, hứa vượn. Và bài 2 là trình bày các cách phát triển của từ vựng tiếng Việt bằng sơ đồ tư duy, cho ví dụ minh họa cụ thể. Ở hai bài tập này, cô có gợi ý như sau. Bài tập số 1. Các em hãy xem lại các phương châm hội thoại và sau đó nếu vẫn còn khó, chúng ta có thể hỏi bố mẹ anh chị hoặc chúng ta có thể tìm các thành ngữ để có thể hiểu được ý nghĩa của chúng và có thể biết được chúng được sử dụng như thế nào. Ở bài 2, các em xem lại các cách phát triển của từ vựng trong sơ đồ mà cô đã trình bày ở phần 1. Và sau đây là bài tập số 3, một bài tập rất là thú vị. Đó là chúng ta hãy tìm và gọi tên các thành phần biệt lập trong các ví dụ sau. Rất dễ dàng đúng không nào? Câu A. Chao ôi, mùa thu biên giới, người và cảnh thật là hết chỗ trữ tình. Câu B. Này, rồi thì cũng phải nuôi lấy con lợn mà ăn mừng đấy. Câu C. Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất, kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò, lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Kem chỉ việc đọc kỹ và tìm ra các thành phần biệt lập trong các ví dụ. Ở bài tập cuối cùng, kem hãy quan sát các bức ảnh của các y bác sĩ trên ba miền đất nước. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ, thầy thuốc ngành y tế đã cùng nhau lan tỏa các thông điệp đến cộng đồng như chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch, hưởng ứng thông điệp chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng ta, nhằm tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Những hình ảnh rất đẹp, những hình ảnh rất đáng yêu. Vậy thì bài tập dành cho các em như sau. Từ các hình ảnh trên, em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, trong đó có sử dụng thành phần khởi ngữ và một thành phần biệt lập, ví dụ như tình thái, cảm thán hoặc gọi đáp, để lan tỏa thông điệp trong các bức ảnh đến với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Chúng ta hãy chung tay để đẩy lùi đại dịch. Và chúng ta có thể hát lên, đó là Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh tan corona. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô rất vui vì đã được đồng hành cùng các em và chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.